Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Tuy lãi suất chính sách đã tăng lên mức cao nhất trong 22 năm qua, nhưng không tác động nhiều đến thị trường Mỹ cũng như các thị trường quốc tế. Chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng, đạt chuỗi tăng liên tiếp 13 phiên, dài nhất kể từ năm 1987. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không chịu tác động của việc Fed tăng lãi suất, tuy nhiên VN Index đã tuột mốc 1.200 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN Index dừng ở mức 1.197,33 điểm, giảm 3,51 điểm, tương đương 0,29%. VN30 Index giảm 1,75 điểm, tương đương 0,15%, xuống 1.199,68 điểm. Mốc 1.200 đã bị phá vỡ nhanh chóng. Nguyên nhân chính khiến VN Index đỏ sàn trong phiên chứng khoán 27 tháng 7 là hàng loạt trụ đỡ bị gãy. Trong nhiều phiên gần đây, cổ phiếu VCB của Vietcombank là trụ cột lớn nhất, giúp VN Index đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, chốt phiên chứng khoán ngày hôm nay, VCB giảm 700 đồng một cổ phiếu, tương đương 0,7%, xuống 92.700 đồng một cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bán lẻ lại vượt bão thành công, có thể kể đến như VNM, MWG. Trong ngày hôm nay, sức mạnh tăng điểm của nhóm cổ phiếu bất động sản được thể hiện rõ rệt. Càng về cuối phiên, đà tăng của nhóm bất động sản càng mạnh và nhóm cổ phiếu tím phải kể đến DXG, BCG, PHC. Tâm điểm của thị trường chứng khoán ngày hôm nay chính là thanh khoản lại quay về vùng đỉnh. Đóng cửa phiên giao dịch, HNX Index giảm 0,56 điểm, tương đương 0,24%, xuống 235,64 điểm. Upcom tăng 0,04 điểm, lên 88,64 điểm. Việc thị trường rung lắc quanh mức 1.200 điểm tuy đã được dự báo, nhưng hôm nay thị trường lẽ ra có thể phản ứng tích cực hơn khi Fed tăng lãi suất. Tuy nhiên, giới đầu tư kỳ vọng đây chỉ là nhịp rung lắc trước khi chinh phục lại mốc này và sẽ tiến xa hơn. Không có xu hướng nào là tăng liên tục, sẽ luôn có các nhịp điều chỉnh để thị trường có thể tìm được vùng giá cân bằng. Do đó, các nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định xuống tiền nào trong giai đoạn này. Thưa quý vị, cũng liên quan tới chứng khoán, trong khi thị trường bất động sản trên thực tế diễn biến ảm đạm, phân khúc giá tăng thì thanh khoản giảm, phân khúc giá giảm, thanh khoản cũng không hơn gì, thì trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản lại đang liên tục thu hút được dòng tiền mạnh cùng những mức tăng ấn tượng. Điều này đã đặt ra một câu hỏi lớn về đâu là động lực tăng trưởng của nhóm này, cũng như liệu đây có phải là nơi mà các nhà đầu tư có thể yên tâm đặt niềm tin hay không? Cùng với sự hồi phục của thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng ghi nhận sự tăng mạnh trong thời gian gần đây và đang trở thành điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Trong đó phải kể đến cổ phiếu NVL vào phiên ngày 24 và 26 tháng 7 với tổng giá trị giao dịch mỗi phiên đạt tới hơn 1.200 tỷ đồng, cùng mức tăng một phiên lên tới 6%. Tính từ cuối tháng 6 cho đến nay, cổ phiếu này đã tăng được hơn 15%. Bên cạnh NVL, một số cổ phiếu của nhóm bất động sản cũng có được mức tăng tốt, phải kể đến như DIG và DXG đều tăng hơn 10% chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, thị trường bất động sản lại đang liên tiếp gặp nhiều khó khăn 6 tháng đầu. Thanh khoản thấp, giao dịch thành công giảm sút mạnh, cũng như thị trường đang thiếu vắng đi các dự án mới để kích cầu. Điều này đã đặt ra một câu hỏi lớn cho nhiều nhà đầu tư khi đâu đang là động lực tăng điểm của nhóm cổ phiếu bất động sản thời gian gần đây. Trong thời gian này, tôi thấy thị trường bất động sản khá ảm đạm và lại giá cổ phiếu thì tăng rất là nhanh nên tôi cảm thấy rủi ro khi mà đầu tư vào ngành này. Trong thị trường thì tôi cũng thấy là cái nhóm bất động sản đang có dòng tiền đi vào thì là tôi mua theo cái kỳ vọng đấy. Tuy nhiên thì cái nhóm bất động sản nó chưa có cái tín hiệu gì hồi phục một cách rõ ràng thì đấy cũng là một cái rủi ro. Theo các chuyên gia đánh giá, dù thị trường bất động sản vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, với một loạt chính sách hỗ trợ gần đây liên quan đến việc giảm lãi suất và tháo gỡ khó khăn pháp lý, thì có thể nói đà tăng trưởng hiện tại của nhóm bất động sản mang phần nhiều là một cơn sóng kỳ vọng. Đặc biệt là khi thị trường cũng đang trải qua hàng loạt những thông tin xấu liên quan đến nhóm ngành bất động sản, thì giờ đây, nhiều người đã bắt đầu đặt niềm tin và triển vọng lợi nhuận phục hồi của thị trường trong nửa cuối năm 2023, từ đó cũng tạo ra một tâm lý tích cực hơn đối với nhóm cổ phiếu của ngành bất động sản. Thế thì ở bên ngoài thì mình vẫn nghĩ rằng thị trường bất động sản còn khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên chứng khoán là sự kỳ vọng mà. Đấy, khi mà nó hết khó khăn rồi thì đôi khi là giá nó đã không còn được chiết khấu như thế này nữa. Đấy, thì do vậy là chứng khoán nó chỉ là cung cầu thôi. Người ta kỳ vọng nhiều hơn là lo lắng thì giá cổ phiếu sẽ lên. Đấy, và cùng mình cũng nghĩ rằng một cái yếu tố nữa dẫn đến việc mà giá cổ phiếu bất động sản lên là bởi vì là thị trường lên thì 80% cổ phiếu trong thị trường sẽ lên, tất cả các nhóm ngành. Đấy, và các nhóm ngành đều có sự phục hồi tốt rồi thì mình nghĩ bất động sản cũng không phải là nhóm ngành ngoại lệ. Các cái nhóm cổ phiếu bất động sản trong thời gian vừa qua đã tăng trưởng có thể nói là trên thị trường chứng khoán là tốt so với cả thị trường bất động sản ở ngoài là khá ảm đạm.
Thì bởi vì là trong thị trường chứng khoán thì là nhà đầu tư hay có một sự kỳ vọng nhất định vào một cổ phiếu, một nhóm ngành cổ phiếu. Vì vậy tại sao là phản ánh nhóm ngành bất động sản có nhịp tăng như vừa rồi. Theo tôi nhận định nhà đầu tư nên cẩn trọng vào các nhóm cổ phiếu bất động sản, thì chúng ta cần phải chú trọng vào vấn đề là giá hiện tại. Nên chúng ta không nên mua đuổi và mua ở một những cái vùng giá neo quá cao như hiện tại. Chúng ta sẽ nên cảnh giác và chờ đợi những cái nhịp điều chỉnh. Tuy nhận được mức tăng tốt, nhưng giới chuyên gia cũng cảnh báo đã tăng theo sự kỳ vọng của nhóm cổ phiếu bất động sản hiện tại sẽ không tránh được khỏi sự rung lắc chốt lời. Mặt khác, các chính sách gỡ rối cho thị trường bất động sản cũng cần có độ trễ nhất định trước khi có thể tạo ra tác động rõ rệt. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần cẩn trọng khi quyết định xuống tiền đối với nhóm cổ phiếu bất động sản thời gian này. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 7, công ty cổ phần tập đoàn CEO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Trước đó, ngày 30 tháng 6, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức bất thành lần 1 do không đủ số lượng tham dự. Năm 2022, tập đoàn CEO ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.626 tỷ đồng, tăng 1.377 tỷ đồng so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng, tăng 228 tỷ đồng so với năm 2021, vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Một trong những lĩnh vực góp phần mang lại kết quả tích cực cho doanh nghiệp là bất động sản với dự án trọng điểm Sonaci Vân Đồn Harbour City tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Tại Đại hội cổ đông năm nay, CEO thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm 2022. CEO đặt kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm tại Vân Đồn, Quảng Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang và Mê Linh, Hà Nội, đồng thời hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh khi điều kiện thuận lợi. Song song đó là hoạt động mở rộng quỹ đất, ưu tiên phát triển các dự án nhà ở, khu công nghiệp. Tập đoàn có kế hoạch khánh thành khu nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Garden Sonaci Vân Đồn thuộc dự án Sonaci Vân Đồn Harbour City vào cuối năm 2023 để chính thức vận hành từ năm 2024. Dần hoàn thiện chuỗi nghỉ dưỡng trên địa bàn cả nước theo chiến lược đã định, tạo thêm hàng nghìn việc làm, ngày càng gia tăng giá trị doanh nghiệp. Tại đại hội, tiến sĩ luật sư Đoàn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã có những giải đáp về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cho cổ đông. Về tiến độ dự án Vân Đồn, ông Bình cho biết quỹ đất dự án tại Vân Đồn của công ty là 300 ha, giai đoạn 1 khoảng 100 ha đất sạch. Hiện công ty đã và đang khai thác một phần và sẽ có doanh thu trong năm 2023. Đối với thành phần dự án giai đoạn 2-3, có nhiều thông tin bị thu hồi, nhưng khu đất của CEO đã được quy hoạch trước khi có quyết định mới về quy hoạch sửa đổi, do vậy sẽ không có việc bị thu hồi. Trong 2 năm qua, cổ phiếu CEO có nhiều lúc tăng giảm bất thường, đặc biệt gần đây nhất tháng 6-7 với khối lượng giao dịch lớn. Giải thích về biến động của cổ phiếu CEO, Chủ tịch Đoàn Văn Bình cho biết, ban lãnh đạo luôn nỗ lực để làm gia tăng giá trị doanh nghiệp, hoàn thành kế hoạch được giao. Giá cổ phiếu do thị trường quyết định, công ty không tác động được. Ông cũng chia sẻ thêm, tôi nắm giữ hơn 27% số cổ phần công ty. Trong lịch sử nắm giữ, tôi chỉ mua vào chứ chưa từng bán ra. Chúng tôi khẳng định không có bất cứ hành động nào tác động tới giá cổ phiếu CEO trên thị trường. Về thắc mắc của cổ đông khi thời gian qua, một số doanh nghiệp bị thanh tra trong việc chuyển đổi đất công, phát hành trái phiếu. Chủ tịch Đoàn Văn Bình khẳng định, công ty không gặp bất kỳ rủi ro nào liên quan đến vấn đề này. Từ trước đến nay, công ty không tham gia chuyển đổi đất công, nhất quán quan điểm không tham gia vào các dự án có vốn ngân sách nhà nước và không phát hành trái phiếu. Và tiếp theo chương trình, hãy cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa có quyết định xử phạt tổng cộng gần 1 tỷ đồng đối với 3 công ty chứng khoán về lỗi công bố thông tin không chính xác theo quy định. Ba công ty chứng khoán vi phạm là công ty cổ phần chứng khoán Phú Quân, công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest và công ty cổ phần chứng khoán KB. Cụ thể, công ty cổ phần chứng khoán Phú Quân bị phạt tiền tổng cộng lên đến 702,2 triệu đồng, chứng khoán Smart Invest bị phạt tổng cộng 162,5 triệu đồng, còn chứng khoán KB Việt Nam bị Ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt 85 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt ba công ty chứng khoán trên lên đến 949,7 triệu đồng. Tổng số dư nợ xấu tại nhiều ngân hàng đã tăng vọt trong nửa đầu năm, phản ánh tình hình kinh doanh kém khởi sắc, không chỉ của riêng ngành ngân hàng mà của cả nền kinh tế. Cập nhật báo cáo tài chính của TP Bank cho thấy, tổng số dư nợ xấu tính đến hết quý 2 năm 2023 của ngân hàng này tăng mạnh gấp 3 lần so với đầu năm, lên 3.912 tỷ đồng.
Tại Bảo Việt Banh, tổng nợ xấu tại ngày 30 tháng 6 năm 2023 ghi nhận mức 1.756 tỷ đồng, tăng vọt 58% so với đầu năm. Tương tự, dư nợ xấu tại AB Bank cũng tăng đến 61% so với hồi đầu năm, lên mức 3.820 tỷ đồng tại thời điểm 30 tháng 6 năm 2023. Bắc Á Banh cũng ghi nhận nợ xấu tăng hơn 32% so với hồi đầu năm, lên khoảng 679 tỷ đồng. Vừa công bố báo cáo tài chính với nhiều điểm sáng, nhưng Techcombank cũng ghi nhận số liệu nợ xấu gia tăng sau nửa đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng này từ mức 0,9% hồi cuối năm 2022 đã tăng nhẹ lên 1,07% thời điểm cuối quý 2 năm 2023. Theo Ngân hàng Nhà nước, sau 3 tháng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đến nay, gói này mới giải ngân được khoảng 95 tỷ đồng và cam kết cho vay 950 tỷ đồng. Hiện 4 ngân hàng có vốn nhà nước triển khai gói tín dụng bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank luôn sẵn tiền để giải ngân cho các dự án có đủ hồ sơ pháp lý và người mua nhà có hợp đồng mua nhà ở xã hội. Tuy vậy, tốc độ giải ngân đến nay vẫn còn rất chậm. Nguyên nhân là do thiếu hụt nguồn cung, nhiều dự án còn đang dang dở, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý theo yêu cầu. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định thu hồi hơn 540 ha đất dự án khu liên hợp công nông nghiệp Dofico sau 13 năm triển khai. Hơn 540 ha đất thu hồi được giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý. Khu đất này nằm trong dự án khu liên hợp công nông nghiệp Dofico do Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai Dofico làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, phần diện tích trên thuộc phân khu 3B, 3C do Dofico sử dụng nhưng chậm triển khai. Tỉnh cũng giao các sở ngành rà soát, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Dofico. Trước đó vào tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu chấm dứt hoạt động dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phân khu 3B và 3C tại huyện Xuân Lộc theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Dofico. Đường Quảng Ngãi, công ty sở hữu sữa đậu nành Farmy vừa báo doanh thu hơn 3.150 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả trên đến từ tình hình sản xuất ổn định và tiêu thụ tăng trưởng cao của một số sản phẩm. Trong kỳ, Đường Quảng Ngãi còn ghi nhận doanh thu tài chính tăng gấp đôi, lên hơn 90 tỷ đồng. Lãi tiền gửi và tiền cho vay chiếm phần nhiều trong số đó. Tính đến cuối tháng 6, doanh nghiệp này có hơn 5.500 tỷ đồng gửi tiết kiệm. Tổng lại, Đường Quảng Ngãi lãi sau thuế gần 712 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Đây là quý có lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp này. Trung bình mỗi ngày, Đường Quảng Ngãi bỏ túi khoảng 7,7 tỷ đồng. Tuy vậy, theo Đường Quảng Ngãi, kinh tế khó khăn và sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm sữa, nước khoáng, bia và bánh kẹo giảm so với cùng kỳ. Hệ thống cảng và bến thủy nội địa có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại Hòa Bình, việc quản lý khai thác sử dụng, phát triển hệ thống cảng và bến thủy nội địa trong thời gian qua mới chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu vận chuyển, bốc xếp hàng hóa cũng như đi lại của người dân. Mặc dù tỉnh Hòa Bình đã thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống cảng và bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập do nhiều vị trí cảng, bến thủy nội địa chưa thực hiện theo quy hoạch cục bộ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 4 cảng, 16 bến thủy nội địa và 10 điểm tập kết kinh doanh cát sỏi đã được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, tính đến nay, chỉ có một cảng nhà máy xi măng Sông Đà được cấp phép hoạt động, có vị trí tập kết kinh doanh cát sỏi do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định, còn tại vị trí điểm tập kết khác thì hoạt động chưa đúng quy định. Đơn cử như tại khu vực chân cầu Hòa Bình 2, hạ lưu Sông Đà thuộc tổ 8, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, hiện có 4 đơn vị kinh doanh cát sỏi. Theo quyết định số 2957 ngày 1 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phát triển hệ thống cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng 2030, thì trên địa bàn thành phố Hòa Bình có 7 vị trí tập kết kinh doanh cát sỏi, thì 4 đơn vị nêu trên lại không nằm trong quy hoạch. Hiện tại thì trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 4 cảng và 16 bến thủy nội địa đang được cấp phép hoạt động. Đối với cả các bến cảng này thì có một số bến thì hoạt động vận tải hành khách và một số bến thì hoạt động là vận tải hàng hóa. Tại vị trí chân cầu 2 thì việc tập kết cát sỏi ở đấy trước đây thì ở đó đã được cấp phép hoạt động là bến thủy nội địa. Tuy nhiên theo quy hoạch số 883 cũng như là 2957 của Ủy ban nhân tỉnh thì vị trí đó không được quy hoạch là bến thủy nội địa nữa. Chính vì vậy nên tất cả các vị trí
ở gần khu vực cầu 2 không được cấp phép là bến thủy nội địa, và việc mà neo đậu tàu thuyền vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa tại khu vực đó là không phù hợp với quy hoạch. Như vậy có thể khẳng định, hoạt động neo đậu bốc xếp hàng hóa tại vị trí nêu trên là chưa đúng với quy định. Điều đáng lưu ý là việc tập kết, vận chuyển cát sỏi tại khu vực này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, bởi việc thực hiện quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường của các bãi cát này chưa được nghiêm túc, chưa xây dựng hệ thống thoát nước mặt, nước mưa và các biện pháp che phủ cát để chống bụi. Hơn nữa, việc tập kết cát sỏi tại đây còn có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về quản lý đê điều. Khu vực cầu 2 là không nằm trong quy hoạch bến thủy nội địa. Tuy nhiên thì các bến thủy nội địa đấy trước năm 2017 là có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa và được cơ quan chính quyền địa phương có giao đất, hợp đồng đất thuê đất và giấy phép xây dựng cho các chủ doanh nghiệp tại khu vực cầu 2. Chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương và bên lực lượng thanh tra an toàn số 9 thuộc chi cục đường thủy nội địa 1 đã làm biên bản yêu cầu các doanh nghiệp đấy thực hiện nghiêm theo văn bản 29/5 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức thực hiện việc di chuyển các điểm kinh doanh cát sỏi không phù hợp quy hoạch về các vị trí tập kết theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, việc di chuyển còn vướng nhiều bất cập dẫn đến việc thực hiện chậm trễ không dứt khoát. Thời gian qua, Ủy ban tỉnh Hòa Bình có giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình là di dời các bãi cát ở Thịnh Minh, phường Thịnh Nang, thành phố Hòa Bình ra khỏi phạm vi thành phố. Bản thân công ty chúng tôi được Ủy ban tỉnh, Ủy ban thành phố và các sở ban ngành cho thuê đất. Thế thì cái việc mà nhà nước cho thuê đất thì nhà nước cũng có quyền thu hồi đất. Chúng tôi nguyện vọng là gì? Sau khi nếu nhà nước mà thu hồi đất thì bố trí một mảnh đất khác để cho doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh và sản xuất, đền bù cái tài sản trên đất mà doanh nghiệp đó được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tức là có nghĩa là cho chúng tôi được hưởng cái chế độ chính sách mà nhà nước đã quy định. Nhưng cái chỉ mong muốn làm sao khi nhà nước di rời thì phải đảm bảo làm sao quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và của nhân dân. Trên cơ sở các quy định đã được ban hành, để khắc phục những bất cập, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cần quyết liệt hơn nữa trong quản lý khai thác, trong hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, để các đơn vị, cá nhân thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, lạm phát cao và tăng giá đã tạo sức ép nặng nề cho người tiêu dùng Nhật Bản trong 2 năm liên tiếp. Trước tình hình đó, người dân đang yêu cầu Ngân hàng Trung ương điều chỉnh chính sách nới lỏng tiền tệ của nước này. Lạm phát lõi của Nhật Bản nằm ở mức cao trên mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương nước này đã 15 tháng liên tiếp. Theo một công ty nghiên cứu tín dụng, số mặt hàng thực phẩm phải đối mặt với tình trạng tăng giá trong 10 tháng qua đã lên tới hơn 29.000 mặt hàng. Chỉ số giá tiêu dùng nội địa là 3,2% kể từ tháng 5, không bao gồm thực phẩm tươi sống. Trước tình hình giá cả các loại hàng hóa tăng cao, người dân vô cùng lo lắng và điều này đã gây áp lực lớn lên các hộ gia đình. Nếu giá cả tiếp tục lên cao hơn nữa mà đồng lương của người dân không thay đổi, có lẽ họ sẽ phải đối mặt với khó khăn. Tôi không mong tiền lương của mình sẽ tăng sớm, nhưng chi phí sinh hoạt đang tăng lên và giá đất quanh đây cũng đã tăng cao. Chúng tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến một ngôi nhà rộng hơn khi con cái lớn lên, nhưng điều đó giờ thật mong manh. Để tăng lương, tôi nghĩ giá cả phải tăng ở một mức độ nào đó để đạt được chu kỳ kinh tế tốt. Nhưng tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là các chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã thất bại trong 10 năm qua, không hề có sự quan tâm đến lãi suất suốt những năm tháng đó. Trước tình hình giá cả leo thang, người dân Nhật Bản đang yêu cầu Ngân hàng Trung ương điều chỉnh chính sách nới lỏng tiền tệ của nước này. Việc điều chỉnh này sẽ có tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán. Tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán Nhật Bản đang bước vào giai đoạn lạc quan, với chỉ số chứng khoán Nikkei tăng lên mức cao nhất trong vòng 33 năm. Theo một nhà phân tích chứng khoán, điều đó đã được hỗ trợ bởi sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài. Từ khoảng tuần đầu tiên của tháng 4 đến tuần đầu tiên của tháng 6, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua dòng cổ phiếu Nhật Bản trong 10 tuần liên tiếp, mua dòng hơn 7.000 tỷ yên, khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Được biết, sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu là vào các cổ phiếu bị định giá thấp, được hỗ trợ bởi sự yếu đi của đồng yên. Thưa
quý vị, kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, chính quyền Taliban đã cấm nữ giới đến trường, cấm họ đến khu vui chơi giải trí và phòng tập thể dục thể thao, đồng thời ra lệnh cho họ phải che kín người và mặt ở nơi công cộng. Đầu tháng 7 này, lệnh cấm thẩm mỹ viện đã được ban hành, buộc hàng nghìn tiệm làm đẹp do phụ nữ điều hành trên toàn Afghanistan phải đóng cửa. Ngày 25 tháng 7, hàng nghìn thẩm mỹ viện, tiệm làm đẹp trên khắp Afghanistan đã phải đóng cửa sau lệnh cấm của chính quyền Taliban. Động thái này đã khiến nhiều người kinh doanh làm đẹp rơi vào tình cảnh khó khăn, đồng thời cắt đứt một trong số ít cơ hội còn lại của phụ nữ Afghanistan được giao lưu khi ra khỏi nhà. Chúng tôi đang rất đau khổ. Tất cả chúng tôi làm việc ở đây đều là trụ cột duy nhất trong gia đình. Chúng tôi không biết tại sao Taliban lại làm như vậy. Chúng tôi lo lắng không biết sẽ phải làm gì, gia đình sẽ ăn gì và đi đâu. Theo ước tính, lệnh cấm thẩm mỹ viện sẽ khiến khoảng 60.000 phụ nữ bị mất việc và khoảng 12.000 thẩm mỹ viện phải đóng cửa. Lệnh cấm này là động thái mới nhất trong một loạt các động thái của Taliban nhằm hạn chế quyền của phụ nữ ở nước này. Tuần trước, các nhân viên an ninh Taliban đã bắn chỉ thiên và sử dụng vòi rồng ở Kabul để giải tán đám đông phụ nữ phản đối lệnh cấm. Khi tôi nghe thông báo này, tôi đã rất buồn. Taliban đang cố gắng loại bỏ phụ nữ ra khỏi xã hội bằng cách nào đó. Họ cấm các trường học, trường đại học và việc tuyển dụng phụ nữ. Ngày qua ngày, họ đang gia tăng các hạn chế. Năm ngoái, chính quyền Taliban đã đóng cửa hầu hết các trường trung học dành cho nữ sinh, cấm phụ nữ đi học đại học và không cho nhiều nữ nhân viên cứu trợ Afghanistan làm việc. Một số địa điểm công cộng cũng đã bị đóng cửa đối với phụ nữ. Những hành động này đã nhận về nhiều ý kiến và sự lên án mạnh mẽ từ chính phủ nước ngoài cũng như các quan chức khác. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, phụ nữ ở Afghanistan sẽ không có tương lai. Họ sẽ bị buộc phải kết hôn ở tuổi 13 hoặc 14, điện sẽ bị cắt, mọi người sẽ sống với cừu và bò. Như vậy, chúng ta sẽ quay ngược lại khoảng thời gian không phải là 20 năm trước, mà là tận 60 đến 70 năm. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tỷ lệ việc làm dành cho phụ nữ ở Afghanistan đã giảm 25% trong quý 4 năm 2022. Con số đó cho thấy khoảng 265.000 việc làm bị mất và thậm chí có khả năng tăng lên khi những hạn chế mới đối với phụ nữ được thi hành trong năm nay. Với các lựa chọn ngày càng hạn chế trong nước, một số phụ nữ cảm thấy rằng rời đi có thể là cách tốt nhất mà họ nên làm, ngay cả khi phải đối mặt với những thách thức. Phục vụ việc sản xuất điện và cung cấp nước cho thủy lợi, Tam Hiệp được coi là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới hiện nay. Mới đây, nhà máy thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc đã kỷ niệm tròn 20 năm ngày vận hành tổ máy phát điện đầu tiên. Nhà máy thủy điện Tam Hiệp nằm ở thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, bắt đầu xây dựng vào tháng 12 năm 1994, hoàn thành vào cuối năm 2009. Tuy nhiên, toàn bộ công trình Tam Hiệp phải đợi đến cuối năm 2020 mới hoàn tất, sau khi vượt qua toàn bộ quá trình nghiệm thu. Trước đó, vào ngày 10 tháng 7 năm 2003, tổ máy đầu tiên của dự án Tam Hiệp đã chính thức phát điện. Với 34 tổ máy phát điện, nhà máy thủy điện Tam Hiệp có tổng công suất lắp đặt là 22,5 GW và công suất thiết kế phát điện hàng năm là 88,2 tỷ kWh. Theo số liệu mới nhất do ông Trương Hiểu Vũ, giám đốc bộ phận vận hành nhà máy điện Tam Hiệp của tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cung cấp cho VOV, sau 20 năm, lượng điện do công trình này tạo ra đã đạt hơn 1.600 tỷ kWh. Con số này tương đương tổng lượng điện sử dụng trực tiếp của người dân Trung Quốc trong cả năm ngoái và đồng nghĩa với việc tiết kiệm hơn 480 triệu tấn than tiêu chuẩn và giảm khoảng 1,32 tỷ tấn khí thải CO2. Trong 3 năm 2018, 2020 và 2021, sản lượng điện sản xuất hàng năm đều vượt 100 tỷ kWh. Đặc biệt, vào năm 2020, sản lượng điện của chúng tôi đã đạt 111,8 tỷ kWh, lập kỷ lục thế giới về sản lượng điện của một nhà máy thủy điện. Là kiến trúc mang tính biểu tượng của toàn bộ công trình, đập Tam Hiệp dài 2.355 mét, đỉnh đập cao 185 mét so với mực nước biển. Đập này có 77 cửa xả lũ, trong đó có 22 cửa xả lũ mặt, 23 cửa xả lũ sâu. Ngoài ra, còn có các cửa xả chỉ sử dụng trong quá trình thi công và các cửa xả cát ở hai nhà máy điện nằm ở Tả Ngạn, tức bờ trái, và Hữu Ngạn, tức bờ phải của đập. Tuy nhiên, không phải phát điện mà kiểm soát lũ mới là chức năng chính của công trình Tam Hiệp. Ông Trương Hiểu Vũ cho biết, năm 2020, con đập này đã thành công chặn đỉnh lũ của trận lũ số 5 trên sông Dương Tử, tức Trường Giang, với lưu lượng lên tới 75.000 m khối trên giây, mức nước lũ lớn nhất mà đập Tam Hiệp phải hứng chịu kể từ khi xây dựng. Tính đến năm 2022, dự án Tam Hiệp đã thực hiện 66 lần kiểm soát lũ, với tổng dung tích trả lũ hơn 208,8 tỷ m3.
Một chức năng khác của công trình Tam Hiệp là vận tải hàng hóa. Âu Tàu tại đây cũng được vận hành từ năm 2003 với hai hệ thống vận tải đường sông, gồm máy nâng tàu, tức hệ thống nâng tàu một cấp được ví như thang máy, và Âu Tàu 5 cấp giống như thang bộ, được các loại tàu thuyền lên xuống giữa thượng nguồn và hạ nguồn. Theo ông Lý Soái, Phó Giám đốc Bộ phận Quản lý Hồ chứa Đập Thủy điện Tam Hiệp thuộc Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, tính đến hết tháng 6 năm nay, tổng sản lượng hàng hóa thông qua Âu Tàu tại Đập Tam Hiệp đã vượt 1,92 tỷ tấn trong 20 năm qua. Kể từ khi Âu thuyền Tam Hiệp được đưa vào khai thác năm 2003, sản lượng vận chuyển hàng hóa đã tăng qua từng năm. Năm 2011 vượt 100 triệu tấn, đạt tiêu chuẩn thiết kế trước thời hạn 19 năm. Năm 2022 đạt 160 triệu tấn, lập mức cao mới trong lịch sử. Thủy điện hiện là nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới. Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, thủy điện chiếm 40% tổng công suất, vượt xa năng lượng mặt trời 28% và gió 27%. Có thể nói, Trung Quốc là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống siêu đập thủy điện lớn nhất toàn cầu, với 6 đập gồm Ô Đông Đức, Bạch Hạc Than, Khê Lạc Độ, Hướng Gia Bá, Tam Hiệp và Cát Châu Bá, một hành lang năng lượng sạch lớn nhất thế giới đã hình thành trên sông Dương Tử ở nước này. Đứng sau hành lang này là Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, gọi tắt là CTG, một doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1993. CTG hiện là một trong những tập đoàn hàng đầu Trung Quốc về năng lượng sạch và nhất nhì thế giới về thủy điện. Thưa quý vị, cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI đang tăng nhanh. Các công ty khởi nghiệp AI nhờ vậy cũng đã có lợi nhuận tốt hơn dự kiến. Điều này đã khơi dậy được sự phấn khích của nhà đầu tư và thổi một luồng sinh khí mới vào lĩnh vực này. Các gã khổng lồ công nghệ Google và Microsoft đã chứng kiến lợi nhuận và doanh thu tăng vọt. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, Microsoft đã đạt lợi nhuận ròng 20,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn kỳ vọng. Cùng kỳ, doanh thu của hãng đạt 56,2 tỷ đô la Mỹ, mảng kinh doanh điện toán đám mây vốn chủ yếu dựa vào AI, một lần nữa góp phần thúc đẩy doanh thu trong quý vừa qua và hiện chiếm hơn một nửa doanh thu của Microsoft. Tương tự, công ty mẹ của Google, Alphabet mới đây cũng báo cáo lợi nhuận vượt dự báo của thị trường khi doanh thu quảng cáo của kỹ thuật số phục hồi và hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây phát triển. Cổ phiếu Alphabet cũng đã tăng giá hơn 6% lên 129,88 đô la Mỹ sau khi thị trường nhận được thông tin trên.